ở đâu, nó có gây ra chèn ép các mô hay không, và có khả năng là ở vị trí khối u có bị chảy máu hay không. Và tiếp theo là về sinh thiết thì ta có thể thấy được các thông tin khác, như là chẳng hạn như là về ung thư là loại nào, và hôm nay thì bác sĩ chỉ nói chủ yếu là về carcinoma. Once diagnosis is made, the next most important is to assess the burden of the disease. That is, we will do a staging workup. The most commonly used staging methods are CCT, chest and abdomen. Rarely, we may also use PET CT, whole body. CEA is a tumor marker, which is used to, again, assess the burden of disease. It can also be used to follow up patients. Rarely, we use MRI, particularly in a setting like rectal cancers or where subtle metastases are present in the liver. In such situation, we use MRI too. À, đối với việc chẩn đoán giai đoạn của khối u thì ta dùng các phương pháp như là CT ngực bụng có tương phản, ta cũng sử dụng là PET hoặc là CT toàn thân, và CEA là các mô chỉ số chỉ thị của ung thư của khối u, và ta hiếm khi dùng MRI, và chẳng chỉ dùng trong những trường hợp chẳng hạn như là khối u có di căn đến gan. So once in today's talk, as we are discussing in metastatic colorectal cancers, once metastatic colorectal cancer has been diagnosed, the next important step to decide the optimal treatment is what is the molecular profile. Nowadays, across all the tumor types, molecular genomic profile, which drives the cancer, determines the optimal treatment strategy. In colorectal cancer, the commonly used markers are MSI, KRAS, NRAS, BRAF, RTNU, NTRK, and TMB, which stands for tumor mutational burden. Bước tiếp theo là ta có thể lựa chọn được các kế hoạch điều trị nào mà tối ưu. Thì để làm điều đó thì ta lập hồ sơ phân tử, và các bộ gen, hồ sơ gen của bệnh nhân thì nó xác định là tính chất của khối u, và nó cũng cho ta biết làm điều trị cách nào thì có thể là tối ưu. Và các marker thường được dùng là MSI, CRAS, NRAS, BRAF, v.v. And last but not least, the most important factor is what is the fitness of patient, whether patient is able to tolerate the treatment we have planned. So that we usually do a CBC, biochemistry profile, viral markers, cardiac status, and also, as we discussed earlier, MDT evaluation, that is evaluation by surgical oncologist and other members involved in the MDT to evaluate whether any nutritional care is required, whether surgery is feasible. So all this will be discussed in tumor board, and final decision usually comes after MDT evaluation. Và bước tiếp theo là ta xác định là bệnh nhân có thể trạng bệnh nhân có khỏe mạnh hay không qua các bài test như là chức năng về chức năng thận, gan, microvirus, chức năng tim đến và đồng thời là các đến ở tổng tế bào máu. Và một bước quan trọng là đánh giá đa chuyên khoa như bác sĩ đã nói trước. Điều này sẽ cho ta biết là bệnh nhân có phù hợp để được phẫu thuật như là đã dự liệu hay không, và có cần thêm chăm sóc về dinh dưỡng gì hay không. So moving on to management. What is the aim of treatment in a metastatic colorectal cancers? Once a diagnosis of metastatic disease has been made, it means that disease is usually non-curable. So in such conditions, the goals of therapy are maximum tumor shrinkage, suppression of further tumor spread and growth. So by achieving so, we improve survival time, that is adding on life to life, and also to improve the quality of life. So in that, we have a therapy options, either chemotherapy drugs, whether it is either it will be used in single agent or combination of cytotoxic drugs, or targeted options. Among targeted options, we have a targeted agents against VEGF pathway, EGFR pathway, BRAF inhibitors, RTNU inhibitors. And similarly, we have another set of drugs. Recently, it has revolutionized the treatment options in the cancer patient, that is immunotherapy. Among them, pembrolizumab, nivolumab are approved in colorectal cancers.
So apart from these systemic therapy options, we also have some local therapy options. Either it may be surgery or radiation, radio frequency ablations in a subset of patients. Và các lựa chọn trị liệu và lý do nên dùng. Thứ nhất là bác sĩ đã trình bày là mục đích điều trị sau khi đã chẩn đoán được bệnh. Đối với bệnh nhân đã chẩn đoán là có ung thư đại tràng di căn thì chủ yếu là sẽ không chữa hoàn toàn được, mà nên mục đích điều trị là giảm tối đa kích cỡ của khối u, ngăn chặn khối u phát triển và lan rộng. Từ đó ta có các lựa chọn như là hóa trị, thì ta có thể xác định là sử dụng một thuốc hay sử dụng kết hợp nhiều thuốc. Lựa chọn điều trị nhắm đích là thì ta dùng ức chế và nhắm vào các đường dẫn như là VEGF hay với lại EGFR vân vân. Và đối với một loại liệu pháp mà đã có những bước đột phá lớn đối với điều trị bệnh nhân bị ung thư là liệu pháp miễn dịch, chẳng hạn như là ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, sử dụng các thuốc như là pembrolizumab và nivolumab cho bệnh nhân bị ung thư đại tràng. Cũng có các liệu pháp cục bộ như là cắt cỏ và tách cỏ bằng sóng cao tần. Và những liệu pháp cục bộ này thì có thể sử dụng cho một bộ phận của các bệnh nhân. So as we discussed the treatment options, there are so many treatment options in colorectal cancer management. Basically, these are divided into two class of things. One is cytotoxic, another is a targeted agents. Cytotoxics approved in a colorectal cancer are either 5-fluorouracil, capecitabine, TAS-102. All these three, one to three drugs are 5-FU-based drugs. Remaining other two, irinotecan and oxaliplatin, both are again cytotoxics. Among the targeted agents, we have targeted agents like cetuximab, panitumab, which basically inhibits EGFR pathway, which is usually activated in a colorectal cancers. And the next set of targeted agents are VEGF pathway inhibitors. They basically inhibit angiogenesis, thereby inhibit the development of blood vessels in the tumor. So among them, we have bevacizumab, which is commonly used, followed by aflibercept, regorafenib and ramucirumab. And other set of drugs are immunotherapy drugs, which usually block the immune escape mechanism used by tumor to escape immunity. So by doing so, they enhance immunity and immune system itself can take care if such blockade happens. So among these are the pembrolizumab, nivolumab and nivo plus ipilimumab. Bác sĩ đưa ra một số các lựa chọn điều trị chia ra làm hai loại, một là gây độc tố với tế bào, hai là các lựa chọn nhắm đích thì còn gọi là các lựa chọn điều trị hóa sinh dược phẩm hóa sinh. Thì đối với các thuốc gây độc tế bào thì ta có các lựa chọn từ 1 đến 5. Và còn các lựa chọn nhắm đích thì ta có các thuốc về liệu pháp miễn dịch, và một số thì gây ra việc là giúp cho ta giảm sự việc khối u có thể thoát được hệ miễn dịch, và là những thuốc mà đuôi mát. Đồng thời một số thuốc cũng có thể gây ức chế các đường dẫn truyền mà được kích hoạt hóa nhiều ở các khối u ung thư như là VEGF hay là EGFR. So we have so many options, so how do we choose? Certain factors which determine selection of patients for appropriate therapy are, first is patient characteristics, whether patient has any comorbidities. For example, if he has a cardiac disease, usually if coronary artery disease, the risk of cardiotoxicity will be high if you use a 5-FU based therapy. Similarly, whether patient's age, whether he is young or whether he is elderly, frail patient, whether patient has received any previous therapies, and what is the performance status. Performance status is a scale between 0 to 4. Based on that, we categorize patients. So based on these characteristics, usually we label them either a fit patient or frail patient. Và bước đầu tiên là ta xem các đặc điểm của bệnh nhân. Các yếu tố xem như là các bệnh nền, bệnh kết hợp như là bệnh về mạch vành là một trong những bệnh mà sẽ quyết định các phương pháp điều trị mà ta sử dụng hay là không thể sử dụng. Đồng thời ta có thể xem các liệu pháp được sử dụng trước đó ở bệnh nhân. Ta cũng có thể xem là bệnh nhân cao tuổi hay không.
Và tình trạng sức khỏe thì như thế nào? Từ các yếu tố này thì ta chia bệnh nhân làm hai nhóm là bệnh nhân khỏe mạnh và bệnh nhân có thể trạng yếu. So once patient's fitness has been decided, the next important factor which determines is tumor characteristics. What is the tumor burden? Whether it is limited to the metastasis is limited to certain states, or it is extensively metastasized. Based on that, it will be either oligometastatic or polymetastatic. And in oligometastatic, again, it depends upon the surgical oncologist inputs whether it is upfront resectable or not resectable. In extensively metastatic disease, it usually treatment protocols are determined by molecular profile. Và bước tiếp theo là xem xét về đặc điểm khối u, dựa vào các việc là khối u có nặng hay không, tức là có bị giới hạn hay là đã lan rộng ra rất nhiều ổ di căn, thì ta có thể chia ra là một di căn một vài ổ hay là đa ổ. Đối với di căn một vài ổ thì ta xem về khả năng là khối u có thể được cắt bỏ hay không. Đối với đa ổ thì ta xem xét hồ sơ phân tử và từ đó thì có thể quyết định được hướng điều trị. So another important thing which has recently come up is sidedness of the colorectal cancers. As we all know, right-sided colon and left-sided colon have a different embryological origin. Right-sided colon is embryologically originated from the midgut, and left-sided colon is originated from the indgut. So based on this, even the cancers which arises from these sites also biologically differ. And also response to certain treatment like EGFR inhibitors differs. Right-sided colorectal cancers, they have a poor prognosis compared to left-sided colorectal cancers, and also they do not do well with EGFR inhibitors. Và một yếu tố quan trọng nữa là phía bên của khối u thì do là các nguồn gốc về từ từ phát triển khác nhau nên sẽ có những điểm khác nhau của khối u nằm bên trái hoặc là bên phải ở đại tràng. Ngay cả việc nằm ở phía bên khác nhau này thì cũng sẽ xác định là khối u có đáp ứng khác nhau đối với liệu pháp, đối với thuốc, và chúng cũng có những đặc điểm sinh học khác nhau. Chẳng hạn như là khối u ở bên trái thì có ít các rủi ro tử vong hơn. So other important things to be before choosing a treatment option is what is the genomic profile of tumor? Not only in the colorectal cancer, across all tumors, particularly lung, breast, everywhere, it is a genomic profile which decides what should be the optimal targeted agent which we should use. Same thing goes with the colorectal cancer. The identification of a molecular marker which drives this tumor dictates what should be the optimal treatment. So, what are the molecular markers we usually look at? First is MSI status. MSI is microsatellite instability. It is a deficient mismatch repair systems. If they are present, then it will be called MSI high. If they are intact, then it is called as microsatellite stable, that is MSSS. Apart from this, we look for a HER2neu, RAS, BRAF status. Based on this, we'll segregate tumors into various subsets. Và một bước nữa quan trọng trong việc xác định các hướng điều trị tối ưu là về hồ sơ phân tử của bệnh của khối u. Thì không chỉ ở ung thư đại tràng mà ở các loại ung thư khác thì cái hồ sơ phân tử của khối u cũng xác định được được là hướng điều trị tối ưu là gì. Các marker mà ta có thể xem xét sẽ quyết định điều này. Marker nào khiến khối u thúc đẩy sự phát triển của khối u? Thì có một số yếu tố mà ta có thể xem xét ở đây là MSI hay là MSS, tức là có tính bất ổn định vi vệ tinh hay là ổn định vi vệ tinh. Đồng thời thì các marker khác như là HER2 và RAS thì bình thường hay đột biến, hay là BRAF thì bình thường hay đột biến. So to summarize what we discussed, first is whether patient is fit or not. Based on that fit and unfit patients, once patient is determined fit for a optimal therapy, then it will be classified based on molecular profile into either MSI high tumor or both the two lower categories are MSI stable tumors. Among the MSI stable tumors, again based on the tumor sidedness, whether it is the right sided or left sided.
And based on the other markers like ROS and BRAF, further we divide into right-sided and left-sided, which are either BRAF mutated or BRAF and RAS wild type only left-sided. So these two are the, again, subsets under MSS CRC types. Và dựa vào bác sĩ đã tóm tắt là những gì mà bác sĩ vừa nói là ta chia ra bệnh nhân vào nhóm khỏe mạnh hay là nhóm thể trạng yếu. Thì ở nhóm khỏe mạnh ta chia làm hai lần nữa là các khối u có tính bất ổn định vị vi vệ tinh cao và nhóm có khối u tính có ổn định vi vệ tinh. Và ở nhóm ổn định vi vệ tinh thì chia là nhóm bên trái, và ở nhóm này thì ta có thể sử dụng các marker như là RAS hay là BRAF để xem xét, và nhóm còn lại là và nhóm còn lại. So first we'll discuss about, we have a two subsets, one is MSA high, another is MSS S. So among MSS S metastatic CRC, what are the two important things which we look at? One is sidedness. If it is a left-sided and all the markers, that is RAS and BRAF, both are wild type, they are not mutated. In this subset of patients, the targeted therapy chosen should be anti-EGFR. In remaining all other patients, that is left-sided mutant patients or all right-sided patients, the targeted agent in the first-line setting should be bevacizumab. And along with the targeted agents, chemotherapy also administered. The chemotherapy combination may be single agent drug, or it may be double agent drug, or it may be triple agent drug, depending upon the fitness and the age of the patients and comorbidities. This intensity of this chemotherapy is usually decided. Và đầu tiên là đối với các khối u mà có tính ổn định vi vệ tinh cao thì ta lại bắt đầu về với việc xem xét các marker của khối u. Đầu tiên, nếu mà đối với các bệnh nhân mà có khối u ở phía bên trái đại tràng và các marker thì đều là bình thường, thì liệu pháp nhắm đích ta sử dụng thường là anti-EGFR. Và đối với các bệnh nhân còn lại, tức là các bệnh nhân có khối u ở bên trái nhưng lại có các marker dạng đột biến, hoặc là các bệnh bao gồm cả những bệnh nhân có khối u ở phía bên phải đại tràng, thì tất cả những bệnh nhân này sẽ sử dụng là bevacizumab. Đồng thời thì liệu pháp xạ trị tốt nhất thì độ mạnh của xạ trị cũng được quyết định bằng thể trạng của bệnh nhân cùng với độ tuổi, cùng với các bệnh kết hợp, chẳng hạn như là sử dụng một hay là hai hay là ba các thuốc kết hợp. So the chemotherapy, as we said, it depends upon the chemotherapy option, depends upon the fitness of patients. Usually in a physically fit and with a good performance status patients, the combinations are used. Either it is a FOLFOX, that is 5-FU plus oxaliplatin, or FOLFIRI, that is 5-FU leucovorin plus irinotecan, or CAPOX, that is capecitabine plus oxaliplatin, or CAPIRI, which is capecitabine irinotecan, or all the three drugs, that is 5-FU, oxaliplatin, irinotecan combined together, it is called FOLFOXIRI. These are the combination regimens we commonly use in a fit patients. If patient is unfit, in that the chemotherapy component will only include a single agent drug that commonly used is capecitabine along with the targeted agent, that is bevacizumab. Could you advance to the next slide, please? Thank you. Và như bác sĩ đã nói thì liệu pháp xạ trị thì sẽ được độ mạnh của liệu xạ trị sẽ được định nghĩa bằng thể trạng của bệnh nhân. Lựa chọn tiêu chuẩn vàng cho các bệnh nhân khỏe mạnh và có chức năng tốt là các được kết hợp từ các thuốc như là FOLFOX, FOLFIRI, CAPIOX hay là CAPIRI, hay là kết hợp ba loại thuốc trước là FOLFOX, FIRI. Cho các bệnh nhân không khỏe mạnh thì tiêu chuẩn sử dụng là hai thuốc kết hợp như là capecitabine và bevacizumab, hoặc là sử dụng một thuốc đơn kết hợp với lại anti-EGFR. Lựa chọn sau là một lựa chọn cho các bệnh nhân có RAS hoặc là BRAF bình thường. This is a trial which looked at if patient is elderly, that is more than 75 years, what is the outcomes? Whether they use a single agent or a doublet, whether in the first arm, that is 5-FU plus 5-FU LV plus PAN,
In that, only single agent chemo drug is used, that is 5-fluorouracil. In the second arm, FOLFOX, that is a combination of two drugs, is used. Despite that, the outcomes, though it is statistically significant, the median PFS is almost similar, that is 9.6 and 9.1 months. So in an elderly patients, elderly or frail patients, it is better to go with a single agent therapy. And also this combination comes with a increased toxicity. If you look at the grade 3-4 toxicities, are much more common in the combination compared to arm B, in which single agent drug is used. That is neutropenia, diarrhea, stomatitis, neurotoxicities. They were at higher rates in the combination chemo compared to single agent. Và bác sĩ đã trình bày về một thử nghiệm lâm sàng là Panda, thì cho thấy là được sử dụng ở các bệnh nhân lớn hơn 75 tuổi, là các bệnh nhân cao tuổi. Thì các kết quả được đánh giá là thứ nhất, chia làm hai nhóm bệnh nhân sử dụng một thuốc hay là sử dụng kết hợp hai thuốc. Làm ở kết quả cho hai nhóm thì đều là tương tự. Và nhưng mà nhưng có một những số điểm khác biệt, như là ở các bệnh nhân mà có thể trạng yếu hay là bệnh nhân cao tuổi thì tốt hơn là sử dụng một thuốc thay vì kết hợp. Đồng thời là ở nhóm kết hợp thì cho thấy là có nhiều tác dụng phụ hơn, như là bị tiêu chảy và bị độc tố thần kinh. So that was regarding the use of single agent drugs. When should we further intensify? Normally the protocol is usually to use a doublet drugs, but at some circumstances we tend to use all the three drugs, that is FOLFOXIRI, at upfront itself. So what are these set of patients? Usually they are younger patients, they are fit patients. In that, if you use all the three drugs upfront, as published in Journal of Clinical Oncology by Cremolini et al., the 5-year overall survival improved from 10% in the patients who received a doublet to 22% patients who are alive at 5 years if all the three drugs are used at the beginning. So this data supports probably in a younger and fit patients. If we further intensify with a 3-drug regimen, the outcomes may be much better. Và tuy nhiên thì trong một số hướng dẫn điều trị thì không chỉ sử dụng là hai thuốc kết hợp, mà trong một số đối tượng thì còn có thể sử dụng ba thuốc kết hợp, như chẳng hạn như là như bác sĩ đã trình bày trước, tên kết hợp là FOLFOXIRI. Thì câu hỏi là đặt ra là đối với các đối tượng nào có thể sử dụng ba thuốc, thì theo kết quả của thử nghiệm cho thấy là các bệnh nhân mà có thể trạng tốt thì có thể sử dụng ba thuốc kết hợp. Chẳng hạn như là ở trong thử nghiệm cho thấy là tỷ lệ sống của bệnh nhân tăng từ 10% lên đến 22.3% khi mà sử dụng kết hợp ba loại thuốc. But this combination therapy definitely comes with a cost. That is, as we add more and more chemo drugs, the toxicity definitely goes high. Particularly the important toxicity we look are myelosuppression, that is either fall in WBC, hemoglobin or platelet. So as we look at these events are much higher in the combination chemotherapy, that is FOLFOXIRI plus BEV. So all these neutropenia, febrile neutropenia, anemia, thrombocytopenia, even nausea and vomiting were at higher incidence in the FOLFOXIRI arm. Và tuy nhiên thì việc kết hợp nhiều loại thuốc thì cũng gây ra nhiều độc tố, nhiều tác dụng phụ hơn. Chẳng hạn như là các khi tốt kết hợp FOLFOXIRI cộng với là BEV thì ta có thể có thấy sự tăng trong các tác dụng phụ như là như đã được trình bày ở trên slide. So then after choosing a chemotherapy backbone, the next important is what should be the optimal targeted agents. So basically we have a two set of targeted agents in MSS tumors, that is EGFR targeted agents. These are cetuximab and panitumab, both are approved by FDA. How do we choose for EGFR targeted is in EGFR pathway, RAS, BRAF, these mutations come down the line. So if they are mutated, these targeted agents will not work. So only in wild type RAS tumors and wild type BRAF tumors, and if R2 is not amplified, in such tumors, we use EGFR. And another important point is we do not use upfront EGFR targeted therapy in right-sided tumors.
Only in left-sided tumors, we use EGFR-targeted therapy if the molecular profile dictates so. Please advance the next slide, please. Và bác sĩ vừa trình bày các điểm quan trọng khi ta nhắm đích đường EGFR. Thì đầu tiên là sử dụng hai thuốc kết hợp là hai thuốc là cetuximab và panitumumab. Các marker phân tử xác định rất quan trọng trong việc nhắm đích EGFR. Chẳng hạn như là các marker sau, nếu đột biến thì bệnh nhân sẽ không có hưởng lợi từ liệu pháp này. Chẳng hạn như là đột biến RAS hay là đột biến BRAF. Đồng thời các bệnh nhân khuếch đại HER2 cũng có thể là không có hưởng lợi được từ liệu pháp này. Đồng thời là vị trí khối u cũng có thể ảnh hưởng là khả năng đáp ứng, chẳng hạn như là đối với ung thư ở bên phải đại tràng. Thì khi sử dụng liệu pháp nhắm đích EGFR là hạng một, tức là sử dụng nó đầu tiên thì sẽ không mang lại lợi ích nhiều. Đồng thời thì các nhóm bệnh nhân đạt tiêu chuẩn để sử dụng liệu pháp kháng thể EGFR thì ngày càng nhỏ. And another important set of drugs are VEGF-targeted therapies. They are basically angiogenesis inhibitors. So these drugs are VEGF inhibitors are usually used till treatment, till the progression. Usually the treatment protocols in metastatic colorectal cancer is we give an induction therapy, then followed by a maintenance strategies. Usually we keep these VEGF inhibitors even when maintenance strategies are continued. Sometimes even beyond the progressions, we may continue VEGF inhibitors if other options are not available. We just change the chemotherapy backbone and we keep the VEGF inhibitor. We continue the VEGF inhibitor along with the different chemotherapy backbone. These VEGF inhibitors have shown a very good clinical synergism with the 5-FU-based drugs. Prolonged VEGF inhibition beyond progression supported by three positive phase three trials, which have shown that if you continue these VEGF inhibitors even beyond progression, they do still continue to benefit the patients. Bevacizumab also can be combined with all the three drugs, that is the three drug combination FOLFOXIRI, as suggested by the phase three TRIBE trial. Và bác sĩ vừa trình bày là các điểm quan trọng khi ta dùng liệu pháp nhắm đích khác là nhắm đích VEGF. Thì thời gian ức chế cho VEGF là quan trọng. Bởi vì trong các hướng dẫn điều trị thì ta có thể cho bệnh nhân liệu pháp nhắm đích này khi mà bệnh bắt đầu tiến triển, nhưng cũng có thể duy trì khi bệnh tiến triển và sau đó thì có thể cả điều trị kéo dài ngay khi đã tiến triển nếu như các lựa chọn khác không có, và sử dụng song song với các thuốc chính hóa trị. Có sự phối hợp hiệu quả lâm sàng của các thuốc như là fluoropyrimidine và bevacizumab, và việc ức chế EGF kéo dài sau khi tiến triển thì có kết quả tốt được ủng hộ bởi ba thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tuy nhiên là không có bằng chứng thuyết phục cho tác dụng vượt trội của aflibercept hay là ramucirumab so với là bevacizumab không. Và bevacizumab có thể kết hợp với lại các FOLFOXIRI, là kết hợp ba loại thuốc ở trong như đã cho thấy ở trong TRIBE, là một thử nghiệm lâm sàng. So this is a very important trial, which reflected a light on, which threw a light on the sidedness of tumor. So if you look at this data, if you use a cetuximab in a left-sided tumors, the median overall survival is somewhere around 39 months. But if you use a bevacizumab in left-sided tumors, the median overall survival is 32 months. So compared to bevacizumab, if you use cetuximab along with the chemotherapy, there is a almost 7 months improvement in the overall survival. However, if you look at a right-sided tumor, among right-sided tumors, if you use a chemo plus cetuximab, it is 13.7 months, just 13 months. But if you use a bevacizumab in a right-sided tumor, it is almost doubling, that is 29 months. So definitely, use of cetuximab in right-sided is not advantageous, it may be detrimental, as shown in this study. Và đây là các kết quả so sánh sử dụng cetuximab và bevacizumab cho các khối u ở bên trái hay bên phải. Đối với bên trái thì số liệu làm các bệnh nhân sống khoảng 7 tháng hơn so với sử dụng bevacizumab, nhưng mà ngược lại ở bên phải
là bệnh nhân sử dụng bevacizumab có số liệu về tỷ lệ sống tăng gấp đôi. Thì điều này cho thấy là ở các khối u ở bên phải thì sử dụng là setuximab không có lợi, không có lợi hơn là sử dụng bevacizumab. So once we treat a patient with a upfront first line therapy, after the completion of first line therapy, usually first line therapy goes on for 4 to 6 months, or maximum as long as the response is continued. After that, usually we put a patient on a maintenance therapy. The maintenance therapy is instead of a 2 or 3 drugs which we used in induction part, we in the maintenance strategy we bring down the chemo partner to just one drug. Either it is a 5-FU alone or capecitabine. Along with that, whatever targeted therapy which we have used, either bevacizumab or EGFR inhibitor, usually we continue. So this is a one such trial, KARO-3, which showed that after induction therapy, if we stop, give it holiday, drug holiday for a patient, versus if we continue this maintenance treatment plan, the patients do fare better on the continuation arm rather than those who are on drug holiday. Và sau khi điều trị liệu hạng một thì ta có thể duy trì, ta nên duy trì trị liệu. Thì chủ yếu là ta giảm còn lại một thuốc hóa trị cùng với một thuốc kết hợp mà đã có còn tác dụng trước đó. Thì đây là sau theo thử nghiệm ở trên màn hình cho thấy là sử dụng fluoropyrimidine và ABEP kết hợp và duy trì so với nhóm ngưng sử dụng và không sử dụng liệu pháp duy trì thì nhóm có sử dụng có kết quả tốt hơn. So same thing again with these two trials, which looked at continuation of chemo plus cetuximab, that is single drug plus cetuximab versus single drug plus panitumab, fared better than giving a drug holiday, both as seen in the PRODIGE-8 trial and in VALENTINO trial, whether targeted plus chemo versus panitumab, when it was compared, it showed that continuing both chemo partner and panitumab is better than panitumab alone. So it is always better once first line therapy is completed. It is better if patient is tolerating and has not developed a severe toxicities. It is better to put such patients on maintenance therapy, usually single agent chemotherapy along with a whatever targeted partner used upfront. Điều tương tự được cho thấy trong các hai thử nghiệm trên là thử nghiệm PRODIGE 28 và VALENTINO thì cho thấy là khi mà đã sử dụng xong thuốc hạng một thì nếu ta tiếp tục sử dụng thì một các thuốc thì sẽ tốt hơn là ở nhóm bệnh nhân không sử dụng duy trì thuốc nào. Và thử nghiệm VALENTINO cho thấy là nếu sử dụng cả hai thuốc thì tốt hơn là chỉ sử dụng một thuốc là PAN. Và kết luận của bác sĩ là luôn ta luôn lưu ý là khi đã sử dụng thuốc hạng một xong, nếu bệnh nhân có thể chịu đựng được thuốc tốt và không có quá nhiều các tác dụng phụ mà nghiêm trọng thì nên tiếp tục sử dụng các liệu pháp duy trì, và duy trì này là bằng cách sử dụng một thuốc hóa trị kết hợp với thuốc nhắm đích nào mà có lợi cho bệnh nhân. So till now we discussed about MSI stable tumors. What is in MSI high tumors? MSI high is determined by either by IHC or PCR. Based on these two tests, we label the patients either as a MSI tumors or MSS tumors. MSS are those who have an intact mismatch repair system. MSI high are those who have a deficient in mismatch repair. Và tiếp theo thì ta xác định là bệnh nhân có ổn định vi vệ tinh hay là bất ổn định vi vệ tinh cao bằng sinh thiết hoặc là PCR. Thì cái trạng thái ổn định hay là bất ổn định vi vệ tinh này thì được xác xác định thì được quyết định bằng việc là bệnh nhân có đột biến gen sửa chữa ghép cặp sai còn tốt hay không. So initially they looked at the role of this immunotherapy in the MSI-high tumors. Another term which used for MSI-high is dMMR. dMMR means these MMR proteins are deficient. Deficient MMR proteins. Both are synonymous. They are interchangeable.
So in these set of tumors, they looked at the role of this immunotherapy. In CheckMate trial, they looked at whether nivolumab works in this set of patients in later lines. As you see, this the lines below the horizontal line suggest that it is their disease is responding. Again, if you look at the KEYNOTE trial, many patients, these are the responding patients. These are responding patients. So similarly, in the nivolumab plus ipilimumab arm also, there were patients who were responding. So this suggested that there is a definite role of immunotherapy in MSI-H tumors. Và đây là các thử nghiệm lâm sàng mà cho thấy kết quả của việc sử dụng các liệu pháp miễn dịch ở các bệnh nhân có khối u có tính bất ổn định vi vệ tinh cao. Thì bác sĩ đã cho thấy trước là bất ổn định vi vệ tinh cao thì còn có thể được gọi là DMMR. Đây là một từ có nghĩa là khối u có khiếm khuyết về các protein sửa chữa ghép cặp sai. Thì hai từ là DMMR và MSI là bất ổn định vi vệ tinh cao. Hai từ này có thể được sử dụng với cùng nghĩa. Thì cả ba các thử nghiệm lâm sàng ở trên hình đã cho thấy là việc sử dụng liệu pháp miễn dịch đối với các bệnh nhân có khối u bất ổn định vi vệ tinh cao thì đều là có kết quả. Thì chẳng hạn như là các số liệu ở dưới đường ngang ở vạch không thì cho thấy là khối u của bệnh nhân đang đáp ứng tốt đối với thuốc thì ở cả ba thì đều cho thấy là có các dữ liệu ở dưới đường ngang này. So once these immunotherapy drugs were promising in MSI-H tumors, it led to KEYNOTE-177 trial, in which upfront in the first line setting they tried whether immunotherapy drug that is pembrolizumab was a standard of care. Standard of care is chemotherapy plus targeted agent. It can be bevacizumab, it can be cetuximab, depending upon the molecular profile. It will be the standard of care will be decided by the investigator. And the other arm included the immunotherapy. Và sự hiệu quả của các thuốc như là đã cho thấy ở slide trước thì dẫn đến thử nghiệm khi nó 177 thì thử nghiệm này cho thấy là thử nghiệm này so sánh ở kết quả của các bệnh nhân sử dụng liệu pháp miễn dịch là pembrolizumab so với một liệu trình tiêu chuẩn được chọn lọc bởi nghiên cứu viên ở hạng một. So this is a waterfall plot diagram, which clearly show that this is a horizontal line depicts the disease status at the baseline. So if it falls down, it means that disease is responding, disease is decreasing. If it is goes up, it means that disease is progressing. If you see that large majority of patients, that is around 43 patients, fall below this curve, means that there is more than 30% shrinkage of tumor, whereas in chemotherapy arm, the another arm, only 33% of the patient did respond. That is, the shrinkage of tumor more than 30% was seen in 33%. So there definitely there is a 10% increase in objective response rate. Và như đã cho thấy trước thì biểu đồ này ở đường không là ở nếu ở dưới thì cho thấy là bệnh đang đáp ứng tốt, khối u đang đáp ứng tốt và nếu mà ở trên đường không này là cho thấy bệnh đang tiến triển. Thì ở nhóm sử dụng thuốc xạ trị thì chỉ có 33% các bệnh nhân là ở dưới đường không và đang đáp ứng tốt so với 43% ở nhóm sử dụng pembrolizumab. This is again the progression-free survival outcome of this KEYNOTE-177 trial. As we see, the green curve is pembro arm, the red curve is chemo arm. These two curves, as we seen initially, they are almost merging each other, but at around 6 months, they start to separate and they continue to separate. This big separations we rarely come across in oncology trials. And if you look at 2 year progression-free survival rate, 1 in 2, that is 48%, did not progress at all at 2 years. Means 1 in 2 patients did not have a progressive disease at 2 years, compared to 83% of patients progressed on chemotherapy. Và đây là một kết quả ở trong dạng biểu đồ khác.
Thì ở đường xanh là cho thấy nhóm sử dụng thuốc liệu pháp miễn dịch, và đường đỏ là cho thấy nhóm sử dụng thuốc hóa trị. Thì ở 6 tháng thì ta thấy là hai đường này bắt đầu tách rời nhau, và ở và 2 năm thì ta thấy là hai đường đã tách rời khá là với một khoảng cách khá là rộng. Thì việc tách rời rộng thế này thì ta thường không thấy nhiều ở trong các thử nghiệm lâm sàng ở trong ung bướu. Thì ta có thể thấy là ở 2 năm, khoảng 48% các bệnh nhân là không có tiến triển, bất kỳ tiến triển nào nặng hơn của bệnh. Và so sánh với 82% là có tiến triển ở trong nhóm sử dụng hóa trị. So again, this is a overall survival Kaplan-Meier curve. It is also showing a separation of curves, but as we look at the p-value, it is not less than 0.05, so it is not statistically significant. So data is still immature to comment on overall survival benefit. Và kết quả tương tự cho thấy trên hình với chỉ số cho thấy sự có ý nghĩa về mặt có ý nghĩa về mặt thống kê là 0.0359 là p-value. So to summarize this KEYNOTE-177 trial, pembro versus chemo provided definitely superior progression-free survival, and also it was associated with a lesser toxicity compared to the chemotherapy. And though overall survival data is still immature to comment upon, there was a tend towards improved benefit even among the overall survival rates. So these data do confirm that pembrolizumab should be the standard of care in first line, and as FDA also has approved pembrolizumab in the first line setting for these subset of patients. Và bác sĩ vừa tóm tắt lại các kết quả của KEYNOTE-177. Và cái điểm thứ nhất là thuốc pembro so với hóa trị là cho thấy tỷ lệ sống thêm không tiến triển là có vượt trội, và ghi lại được các tích các tác dụng nghiêm trọng liên quan đến điều trị ở nhóm sử dụng pembro. Thì các sự kiện liên quan đến điều trị ở giai đoạn 3 của các khối u giai đoạn 3 hay lớn hơn là 22% so với 66% 66 là ở nhóm pembro. Và so với hóa trị thì nhóm pembro có liên hệ với tỷ lệ tử vong thấp hơn. Đồng thời là các dữ liệu này tuy là còn mới và cần nhiều các nghiên cứu thêm, nhưng đủ để xác nhận rằng pembro là thuốc hạng một tiêu chuẩn cho các bệnh nhân có độ bất ổn định vi vệ tinh cao. So putting all together, basically we first look at MSI status. If it is MSI high, that is this category, we use immunotherapy pembrolizumab. If it is MSI stable, again determined by sidedness and RAS/RAF status, either we go for chemotherapy plus bevacizumab. If they are wild type and left-sided tumors, then we go for chemotherapy plus cetuximab or panitumab. CT stands for chemotherapy. Chemotherapy options may be FOLFOX, FOLFIRI and FOLFOXIRI. Và bác sĩ vừa tóm tắt lại thì đầu tiên là ta xem xét về cái tình trạng là ổn định vi vệ tinh của bệnh nhân. Nếu ổn định thì ta nếu là bên phải và hoặc là có RAS hoặc là BRAF bị đột biến thì sử dụng hóa trị kết hợp với bevacizumab, CT là thuật ngữ tóm gọn mà bác sĩ sử dụng cho hóa trị là sử dụng FOLFIRI hoặc là FOLFOXIRI là kết hợp. Và nếu mà bệnh nhân có RAS và BRAF làm bình thường thì sử dụng hóa trị kết hợp với lại cetuximab hoặc là panitumumab. Đối với các bệnh nhân có tính bất ổn định vi vệ tinh cao thì sử dụng là pembrolizumab cho hạng một. So I think we are left with 10 minutes. I think we should rush. I'll just go through the important slides. Once we progress on of our first two lines of therapy, then what are the therapy options? And the therapy options are limited in these settings. We have few agents like regorafenib. It is a oral multi-kinase inhibitor. It acts on multiple tyrosine kinases like KIT, PDGFR, RET, PDGFR, FGFR, VEGFR, TIE2. By inhibiting so, it may inhibit the tumor microenvironment, inhibition of proliferation, inhibition of neoangiogenesis.
Và ngoài các đối với các thuốc hàng hai thì ta không có chỉ có một số lựa chọn như là các thuốc ức chế đa kinase nhắm đích vào nhiều đường liên quan đến khối u như bác sĩ đã cho thấy ở trên màn hình với ba các tác dụng khác nhau. So, CORRECT trial looked at the regorafenib role in the later line setting, that is beyond two line setting, when regorafenib was compared with the placebo. In the control arm, only patient received a best supportive care. In the treatment arm, they received a regorafenib, that is Và 160 mg. đây là kết quả cho thấy trong thử nghiệm so sánh các bệnh nhân chỉ sử dụng các chăm sóc đặc biệt và các bệnh nhân sử dụng thuốc regorafenib. So in this trial, as we look at regorafenib, the overall survival of median overall survival of patients who received regorafenib was 6.4 months versus in the control arm 5 months. So there was 1.4 months improvement in the survival if we use regorafenib beyond two lines. Và có kết quả tốt hơn khi sử dụng regorafenib là trong tỷ lệ sinh tồn và khi mà ta sử dụng thuốc này xa hơn là hàng 1, hàng 2. Other option available in the later lines setting beyond two lines is a TAS-102. It is a combination of two drugs, that is 5-FU drug trifluridine plus a metabolism inhibitor, that is tipiracil. In the RICOS trial, they looked at TAS-102 versus best supportive care. Và kết quả tốt hơn cũng cho thấy ở nhóm sử dụng TAS 102 so với nhóm mà chỉ có sử dụng chăm sóc đặc biệt là kết hợp thuốc hay là không sử dụng thuốc xa hơn là hàng hai. So again, the similar to regorafenib results in the RICOS trial, again TAS-102 fared better compared to the placebo arm. That is, median PFS improved from 1.7 to 2 months. Though it was statistically significant, clinically the benefit is very minimal. Again, if you look at the overall survival, the median OS improved from 5.3 months to 7.1 months in the TAS-102 arm. Và một lần nữa thì kết quả cho thấy là tỷ lệ sống sót không bệnh ở các bệnh nhân sử dụng test 102 là tốt hơn đối với nhóm kiểm soát. So other options apart from these two, other options are if patients have a BRAF mutations, around 6 to 8% patients may have a BRAF mutations in them. We have a certain drugs like encorafenib and binimetinib, which target MAP kinase pathway. So if we combine them with a cetuximab, they may do better than the standard of care. As we look at this BEACON trial, which looked at combination of this MEK inhibitor along with cetuximab versus just cetuximab itself, they found out that these combination drugs fare better. As we see, if you use both the MEK inhibitors versus if you use just one inhibitor, that is encorafenib, both fared better than the control arm in which only cetuximab was used. Và ngoài hai lựa chọn vừa rồi thì ở bệnh nhân mà có đột biến BRAF thì ta có một số lựa chọn thuốc như là encorafenib, cetuximab và binimetinib thì ở trước các kết quả trong màn hình cho thấy là các bệnh nhân sử dụng ba thuốc là có kết hợp hai thuốc ức chế kinase so sánh với các nhóm bệnh nhân chỉ sử dụng một thuốc ức chế kinase thì nhóm sử dụng cả hai thuốc ức chế kinase tốt hơn về tỷ lệ sinh sống sót. So another important marker is HER2. HER2 is amplified in around 2 to 6% of patients. It is more common in KRAS, BRAF wild tumors and in left-sided colorectal tumors. Usually we do assess HER2 status by either IHC, that is immunohistochemistry, FISH or NGS, that is next generation sequencing. NCCN grants category 2A recommendation to the following regimens, either trastuzumab plus lapatinib, both are R2 directed therapies, trastuzumab plus pertuzumab or trastuzumab deruxtecan. Và ở các bệnh nhân mà có tăng biểu hiện HER2 thì thường gặp hơn là ở các khối u có CRAS, BRAF bình thường và các ở khối u ở bên trái thì ta đánh giá marker này bằng các phương pháp như là thử nghiệm hóa sinh hay là FISH hay là NGS là hệ thống điều trình tự gen thế hệ mới thì các liệu trình khuyên dùng cho các bệnh nhân có tăng biểu hiện khuếch đại HER2 và có CRAS, BRAF bình thường làm như bác sĩ đã gạch đầu dòng cuối ba đầu dòng cuối ở trên.
So this is a DESTINY trial which looked at the role of trastuzumab deruxtecan in HER2-positive metastatic colorectal cancer. Again, we can see that there is a 45% of patients. Rarely we see in later lines colorectal cancer patients having such a high response rates. This trial has shown that around 45% of patients after 2 lines of therapy did respond to this drug. Và trên hình là một kết quả thử nghiệm lâm sàng cho một loại thuốc mà cho khuếch đại HER2, thì ta có thấy là khối u đáp ứng tốt đối với loại thuốc. So to summarize the treatment options, as we discussed, first line treatment options are dictated by these molecular markers. It may be chemotherapy plus EGFR, chemotherapy plus Bev, chemotherapy or immunotherapy in MSI tumors. Whatever therapy you use, if you use chemotherapy plus targeted after some time, that is 4 to 6 months, usually we go for a maintenance therapy, usually with a targeted plus single agent chemotherapy. Once they fail on this therapy, the second line drugs will be, if earlier the chemo partner is, if it is oxaliplatin, we switch to irinotecan. If earlier irinotecan is used, we switch to oxaliplatin. So we change the chemo backbone and continue the targeted therapy. In the other set of tumors like BRAF, we can use a MAP kinase pathway inhibitors. If they are NTRK, we have a drugs larotrectinib, bentrectinib targeted against them. And in R2, as we discussed, we have drugs like trastuzumab deruxtecan, lapatinib, pertuzumab. Và để tóm tắt lại cả các liệu pháp thường thần thân thì bác sĩ đã nói về một vài trong số các điều đã được trình bày. Đầu tiên là đã có một số lựa chọn như là sử dụng thuốc hóa trị cộng với BEV hoặc là hóa trị cộng với lại các thuốc ức chế EGFR, thì đối với hoặc là hóa trị cộng với BEV. Và ở các thuốc hạng một thì sau khi 4 tới 6 tháng điều trị thì ta có thể chuyển sang liệu pháp duy trì là vẫn sử dụng dụng một loại thuốc hóa trị cộng kết hợp với lại một thuốc nhắm đích có hiệu quả. Và sang tới hàng 2 thì ta thay đổi thuốc hóa trị, có thể thay đổi thuốc hạ trị và có thể và ta giữ thuốc nhắm đích đã sử dụng trước. Và như là ở trên màn hình đã cho thấy vào cột thứ hai, hàng thứ ba. Và đối với các bệnh nhân có khuếch đại HER2 thì ta có thể sử dụng là trastuzumab cộng với pertuzumab hoặc là lapatinib. Còn còn nếu mà không thì ta có thể sử dụng hóa trị cho các bệnh nhân mà có BRAF bình thường. So as we use more and more lines of therapy, the survival outcomes improve. If you do not treat these patients with any chemotherapy or targeted therapy, then the median survival will be somewhere 6.8 months. As we increase the number of lines of treatment, it increases to 11, 23, and 26 months. Sau này thì cho thấy là càng ta sử dụng càng nhiều các hàng thuốc thì tỷ lệ sống sót càng tăng. I'll skip this slide. Moving on to oligometastatic colorectal cancers. The oligometastatic is a state between localized and a diffuse disease. Sometimes, if you go with an aggressive modality of therapy, these set of patients may be cured. ESMO defines oligometastatic CRC as localization of metastasis up to 2 to 3 sites and the number of metastasis, 5 or sometimes more. Usually, this oligometastatic definition should be done at MDT level, that is, in tumor board case should be discussed, and based upon that, further treatment plan should be made. Và bác sĩ sẽ nói tóm tắt về các khối u di căn một vài ổ, thì định nghĩa là nó di căn đến một ít hoặc là giới hạn các số cơ quan và trạng thái bệnh thì nằm ở giữa là khối u khu trú và lan rộng và có các ít khả năng di căn, thì định nghĩa là di căn nằm gọn 2 tới 3 vị trí và các số ổ di căn là dưới 5 hoặc là đôi khi nhiều hơn và chủ yếu là thuộc nội tạng. Và định nghĩa được bệnh sẽ quan trọng trong việc sử dụng các loại can thiệp, và có thể là đối với các bệnh nhân di căn một số ổ thì có một số bệnh nhân là có thể chữa khỏi được.
As we discussed, oligometastatic is a stage between the localized setting in which we use a curative and a polymetastatic, that is extensively metastatic condition where only palliative therapies are option. This is an intermediate state in which probably with the aggressive modality, cure can be attained in certain subset of patients. So choosing the appropriate patients becomes a cornerstone of treatment plan. So usually such selections are done in a tumor board settings. And if you look at the literature, there is a large variation in the definition of what should be the oligometastatic patient. Some restrict to liver only limited metastasis. Some even include liver and lung metastasis. And after once we choose these patients, multidisciplinary approach, that is both systemic therapy and loco-regional therapy, if both are administered, then the treatment outcomes are much more better. Và các bệnh nhân mà có bệnh di căn một vài ổ thì ta đi qua một quá trình là xác định các bệnh nhân và xác định một nhóm các bệnh nhân mà có thể sử dụng được các liệu pháp dành cho bệnh nhân di căn một vài ổ. Thì sau khi lựa chọn được các bệnh nhân này thì ta sử dụng các liệu pháp mà liên quan đến một số các chuyên khoa, nhiều chuyên khoa như bác sĩ đã nói trước. So this is how the treatment plan looks in this oligometastatic. Usually we do such plans in a liver limited metastatic colorectal cancers. We include, apart from systemic therapy, we include some local therapy. It may be surgery, it may be some ablative radiotherapy, or it may be TACE, TARE, they are the intra-arterial procedures, or it may be image-guided ablations like radiofrequency, laser ablation, cryotherapy. Any one of these local therapy modalities are used to even mitigate the metastatic site. Và các ngoại trừ các điều trị toàn thân như đã nhắc đến trước, thì ở các bệnh nhân có di căn vài ổ thì ta còn có thể sử dụng các điều trị cục bộ. Chủ yếu là trong các liệu pháp, các hướng điều trị được sử dụng ở trên site, chủ yếu là sử dụng cho các bệnh nhân có di căn giới hạn đến là gan. Thì một số điều trị như là phẫu thuật, hoặc là cắt bỏ bằng sóng cao tần, hoặc ta có các kỹ thuật qua động mạch như là hóa tắc nội động mạch, hóa trị truyền qua động mạch gan, đúc mạch bằng hạt vi cầu phóng xạ, hay là các cắt bỏ có hình ảnh hướng dẫn như ở trên slide. So definitely oligometastatic cancers, if you look at this, whether the response rates or progression-free survival, overall survival, they behave different to polymetastatic, that is non-oligometastatic disease. They tend to fare better. They tend to have a higher progression, increased progression-free survival, overall survival. So this suggests that this set of patients should be treated differently. By doing so, we improve the survival outcomes. Và các dữ liệu giờ cho thấy là các bệnh nhân di căn một vài ổ có các chỉ số về sống sống sót thì tốt hơn là các bệnh nhân di căn đa ổ. Điều này cho thấy là nên có các hướng điều trị khác nhau cho hai loại bệnh nhân. So to conclude today's talk, metastatic CA colon in oligometastatic disease, both combination of systemic and local therapy, and there is a chance for a cure and long-term survival is possible. Chemotherapy and targeted therapy have shown a benefits in survival up to 20 months when used sequentially. Further, molecular-directed targeted therapy is feasible to further improve results in metastatic CRC patients. Immunotherapy and new targeted therapy are the current frontiers of therapy. Và kết luận của bác sĩ là ở các bệnh ung thư đại tràng di căn thì có các trị liệu toàn thân và cục bộ. Thì đối với các bệnh mà di căn một vài ổ thì còn có thể sử dụng cả các trị liệu cục bộ. Và hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích cho thấy là lợi ích về sống còn lên đến 20 tháng khi ta có thể sử dụng lần lượt hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích cùng với nhau. Có thể có các liệu pháp nhắm trúng đích dựa trên hồ sơ phân tử nhằm cải thiện thêm kết quả ở bệnh di căn. Và liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nhắm trúng đích tân tiến hai loại liệu pháp này có thể mở ra một chương trình mới trong trị liệu bệnh. With this, I conclude my talk. Thank you everyone for your patient listening. And if time allows, we can discuss some questions. Yes. Thank you so much, Doctor, for sharing so much informative information with our audience.
I will read out some of the questions that our audience has sent in. Firstly, I will read in Vietnamese first. Và câu hỏi đầu tiên là bác sĩ cho biết các đối tượng cần sàng lọc sớm đối với bệnh nhân ung thư đại trực tràng và mẫu bệnh phẩm để thực hiện. Nếu xin được hỏi câu hỏi đầu tiên trước. Please let us know which subjects need to be screened early for colorectal cancer and which specimen is applicable to do the tests on. I think this is a question regarding the screening for colorectal cancer. When should we screen a patient for colorectal cancer? I think the question is directed at that. So usually it depends upon what is the risk for developing colorectal cancers. Based on that, we classify patients into whether they fall into high risk or average risk category. If patient is a high risk category, who are at high risk? Those who have a history of colorectal cancers in their family. If their parents, some first or second degree relatives had developed a colorectal cancers below 50 years, or if they have a Lynch syndrome, or if they have a other inheritable colorectal cancer syndromes like APC pathway mutations, then in this, such patients, usually the screening starts quite early. If, for example, if father had developed the cancer at the age of 35, we start screening with the colonoscopy quite early in the age, that is 10 years prior to the event which happened in the father, that is around 25 years we start. If it is a something else like APC pathway mutations, in that case, then we usually start screening at the age of 18 years itself. So it depends upon the what is the risk of developing colorectal cancer. If you look at the average risk patients, those who does not have any genetic mutations, those who does not have any family history of colorectal cancers, usually what the guidelines suggest is start screening quite late in the timeline, that is after 50 years. Usually we do with either stool for occult blood or colonoscopy once in 10 years or sigmoidoscopy once in 5 years. Thank you. Và xin được dịch câu trả lời của bác sĩ. Đối với đối tượng cần sàng lọc trước, thì bác sĩ đã trả lời là điều này thì phụ thuộc vào phân loại là bệnh nhân có rủi ro cao hay rủi ro thấp. Các bệnh nhân có rủi ro cao là bao gồm các bệnh nhân có tiền sử gia đình, chẳng hạn như là hoặc là có các đột biến về gen có liên quan đến rủi ro cao. Chẳng hạn như là một bệnh nhân có cha phát triển một ung thư đại tràng vào năm 35 tuổi thì bệnh nhân này sẽ có rủi ro cao và bắt đầu sàng lọc. Chẳng hạn như là nội soi khoảng từ năm 25 tuổi, và thậm chí là đối với các bệnh nhân mà có các đột biến gen liên quan đến ung thư thì có thể sàng lọc thấp nhất là khoảng 18 tuổi cũng có khả năng. Và nếu bệnh nhân không có các tiền sử gia đình hoặc là không có các yếu tố về di truyền thì các hướng dẫn cho thấy là ta có thể bắt đầu sàng lọc khá là trễ, chẳng hạn như là khoảng 50 tuổi. Ví dụ là có thể nội soi khoảng mỗi 5 đến 10 năm. And the follow-up question to this is what are the applicable specimens to do these tests on? And I think that you have already mentioned that the colonoscopy and etc. But about the specimen to do the test, could you comment on that? In the screening modality, usually the tests used are usually either stool for occult blood. The stool for occult blood sometimes use a immune-based test also. And apart from that, we use a either colonoscopy or sigmoidoscopy, depending upon what is the propensity. For example, if they have a IBD, probably we do go for a colonoscopy in such patients. If it is an average risk patients, usually we go for a sigmoidoscopy. Usually these are the modalities. Specimen usually what specimen, once we make a diagnosis, then only the concept of specimen and biopsy comes into picture. Và đối với câu là mẫu bệnh phẩm để thực hiện thì bác sĩ đã trả lời là chủ yếu là ta sử dụng các biện pháp như là sàng lọc, như là nội soi, và về mẫu bệnh phẩm như là phân thì thường là chỉ liên quan khi mà ta bắt đầu chẩn đoán về điều trị. If he is, if the question is directed at another important thing which is coming up, probably we are, though it is not yet approved, it is still in infancy.
there is something called as circulating tumor DNA, that we can pick up a tumor DNA in the blood, and probably in the years to come, this may become a standard screening tool, but we have not yet reached that stage. Probably if they are looking at this part, if their question is directed at this. Thank you. Và bác sĩ cũng nhắc đến là đối với mẫu bệnh phẩm ngoài phân ra thì có thể là vì khán giả đã hỏi là có câu hỏi này thì có liên quan đến một phương pháp có khả thi trong tương lai là sử dụng máu và để có thể xác định được là DNA liên quan đến việc đến rủi ro phát triển ung thư đại tràng. Thì biện pháp này vẫn đang được phát triển và có khả năng là sẽ trở thành tiêu chuẩn để chẩn đoán ở trong tương lai, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa. Và câu hỏi tiếp theo là nếu một bệnh nhân sau khi chẩn đoán có nghi ngờ ung thư thì xét nghiệm gen cho bệnh lý nào, bao gồm gen nào ạ? Và đối với câu hỏi này thì bác sĩ đã vừa trả lời xong. And the next question is, I will read in Vietnamese. Cho hỏi chuyên gia là sử dụng phác đồ FOLFOXIRI so với hóa trị tuần tự hai thuốc thì trường hợp nào nên ưu tiên và sau khi bệnh tiến triển thì ta làm gì tiếp theo? The question is, if we use the FOLFOXIRI regimen compared to sequential chemotherapy with two drugs, in which case should be prioritized, and after the progression, what should we do next? Sorry, can you repeat the question in English again? Yes. So firstly, if we use the FOLFOXIRI regimen compared to sequential chemotherapy with two drugs, so which of these two, which case should be prioritized? It's a very good question, an important question. As we discussed, the question, definitely the problem with what should be the optimal sequence. If we use a FOLFOXIRI, all the three drugs upfront, if we use all the three drugs upfront, FOLFOXIRI, then depending upon the response, we choose the later line therapy. For example, if patient started on FOLFOXIRI and he responds, then we go for a maintenance therapy, capecitabine. And at the juncture, if he progresses, then usually we re-challenge with the FOLFOXIRI. The second line treatment will be again FOLFOXIRI. But if patient progresses while on FOLFOXIRI itself, then we are not left with much options in such patients. Usually we look for other options like either regorafenib, TAS-102, or if any targeted driven therapy like Artunutan or BRAF inhibitors, whether those can be used or utilized. So it depends upon what is the scenario, whether they progress while on FOLFOXIRI or whether they progress after some response and when they are on maintenance therapy. And depending upon choosing what should be the appropriate protocol, it again depends upon the patient and the physician interaction. Because a triple drug regimen comes with an increased toxicity, we should discuss these things with the patients and take a call whether we should go for all the three drugs upfront or sequential FOLFOX followed by FOLFIRI or vice versa. Thank you. Và bác sĩ đã trả lời là đây là một câu hỏi hay. Và đối với việc sử dụng phác đồ FOLFOXIRI so với hóa trị tuần tự hai thuốc thì bác sĩ đã trả lời là điều này thì phụ thuộc vào việc mà bệnh nhân có khối u bị tiến triển khi đang sử dụng FOLFOXIRI hay là đang sử dụng có đáp ứng một chút xong rồi tiến triển, hay là tiến triển khi mà đang sử dụng thuốc để duy trì. Thì nếu mà bệnh nhân sử dụng kết hợp 3 FOLFOXIRI ngay từ đầu, thì nếu bệnh nhân có khối u bị tiến triển, nếu mà có đáp ứng thì ta sẽ sử dụng tiếp tục duy trì. Nếu mà có bị tiến triển khi mà sang sử dụng duy trì thì ta không có, nếu mà bị tiến triển thì không có nhiều lựa chọn khác. Ta chỉ có thể sử dụng một số lựa chọn như là TAS-102 hay là một số các lựa chọn nhắm đích khác, như là liệu pháp nhắm đích khác như là nhắm đích BRAF. Thì tóm lại là tùy vào cái tình huống bệnh nhân bị tiến triển khi đang sử dụng FOLFOXIRI, hay là đáp ứng rồi mới tiến triển, hay là tiến triển khi đang sử dụng FOLFOXIRI để duy trì. Thì bởi vì sử dụng nhiều thuốc kết hợp cùng một lúc sẽ có nhiều tác dụng phụ nên ta cần bàn luận vấn đề đối với bệnh nhân và người nhà.
Yes, and because of our limitations in time, yes, there is also one more question that we wanted to address is from one of the valued medical students in our community about why in colorectal cancers the left is has more better prognosis than the right, and the reason why is this about this biology? There are multiple factors if you look at the left and right-sided colon cancers, how do they present? Usually, in the left-sided colorectal cancer, they present with the obstruction because in the left-sided already stool is formed. So even there is a small restriction in the passage, there will be symptomatic. They become symptomatic. Whereas in the right side, the stool is in the liquid state, so the tumor should increase in higher magnitude to present itself. So left-sided tumors do present quite early and right-sided tumors present late. This is one related to the presentation. Second, if you look at the biology of the disease, right-sided tumors are highly mutated tumors. They have a RAS mutation, BRAF mutations, they are MSI high tumors. Because of this high mutation rate, they tend to do less favorably with the chemotherapy compared to left-sided tumors, in which these RAS mutations, these resistant mechanisms are not that much high. So depending upon this molecular profile and the presentations, probably is the thing which decides that why the right-sided tumors do bad compared to the left-sided tumors. Yes, thank you. Và câu hỏi là tại sao ung thư đại tràng thì trái thì tiên lượng lại tốt hơn là bên phải? Thì bác sĩ đã trả lời là lý do đầu tiên là do ung thư đại tràng ở bên phải thì sẽ được chẩn đoán và bệnh nhân sẽ đến thăm khám và được chẩn đoán khá là muộn so với ung thư đại tràng khối u nằm ở bên trái. Bởi vì ở bên trái thì đây là giai đoạn ở trong đây là một đoạn đại tràng mà phân đã trở nên rắn và nếu mà khối u phát triển cho dù là nhỏ thì cũng sẽ có triệu chứng nhiều bởi vì nó sẽ làm chặn đường đi của phân ở trong đại tràng. Tuy nhiên ở bên phải thì ở khúc đại tràng này thì phân còn lỏng nên sẽ mất một thời gian sau khi khối u phát triển nhiều rồi thì bệnh nhân mới có nhiều triệu chứng và đến thăm khám. Vì thế nên đối với các khối u nguyên phát ở bên phải thì khối u sẽ tiến triển nhiều hơn khi bệnh nhân đến khám bệnh và sẽ chẩn đoán sẽ xảy ra muộn hơn là so với khối u bên trái. Đồng thời là ở bên phải có nhiều khối u có nhiều các đột biến hơn và đột biến nhiều hơn. Vì thế không không có đáp ứng tốt đối với lại hóa trị so với lại khối u nằm bên trái. Vì vậy ta cần xác định là trái với phải, nhưng mà một tiêu chí xác định nữa là dựa vào hồ sơ phân tử học của bệnh nhân để có thể xác định được hướng điều trị đúng. Yes, thank you. And due to our time restrictions, if there are more questions sent in from our audience, we will send it to you for your kind response. Thank you No, so sure. much. If there are any further queries, you can write it down to my mail address, and definitely I'll answer them back. Yes, thank you so much. And I will make the conclusion right now. Thank you so much again for your presence today. And our audience really appreciate all the information that you shared and the experience that you shared with them. Vì thời gian của hội thảo có hạn, nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi, xin vui lòng gửi vào hòm thư của MediCenter tại help@medicenter.com. Xin cảm ơn các bác sĩ, các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay để tham gia các buổi hội thảo tương tự. Xin vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ MediCenter link ở phần chat. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và bản khảo sát này thì sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. MediCenter mong muốn có thể xem đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. MediCenter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong các buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again so much for joining today, Dr. Shivashankara. We hope to see you again sometime in the future. Sure, Thank you. pleasure is mine. Thank you for providing this wonderful opportunity.
Thank you, everyone. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you.